Số 1488, kinh U Bà Tát giới, Hán dịch, đời Bát Lương, Tam Tạng Pháp Sư Đàm Bảo Sấm, người Trung Ấn Độ, quyển 1, phẩm 1, tập hội. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Phật ở tại Tinh Xá thuộc cây vườn rừng Kỳ Đà cấp cô độc, nước Xá Vệ, cùng với 1.250 vị tỳ kheo tăng, 500 vị tỳ kheo ni, 1.000 U Bà Tát và 500 vị ăn xin. Bấy giờ, trong hội chúng, có một người con của vị trưởng giả tên là Thiền Sanh của đạo Bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, lục sư ngoại đạo thường dạy tín đồ, nếu ai một ngày hai buổi sáng chiều cung kính lễ lại sáu phương thì được giàu có và sống lâu. Vì họ cho phương Đông thuộc về lãnh thổ của vua Đế Thích, nếu ai phát tâm cúng dường thì được vua Đế Thích giúp đỡ. Phương Nam thuộc về lãnh thổ của vua Diêm La, nếu ai phát tâm cúng dường thì được vua Diêm La giúp đỡ. Phương Tây thuộc về lãnh thổ của Bà Lâu Na Thiên, nếu ai phát tâm cúng dường thì được Bà Lâu Na Thiên giúp đỡ. Phương Bắc thuộc về lãnh thổ Câu Tỳ La Thiên, nếu ai phát tâm cúng dường thì được Câu Tỳ La Thiên giúp đỡ. Phương dưới thuộc lãnh thổ của Hỏa Thiên, nếu ai phát tâm cúng dường thì được Hỏa Thiên giúp đỡ. Phương trên thuộc về lãnh thổ Phong Thiên, nếu ai phát tâm cúng dường thì được Phong Thiên giúp đỡ. Bạch Đức Thế Tôn, trong giáo pháp của Ngài có dạy tín đồ dạy sáu phương như vậy không? Phật dạy: Này Thiện Nam, trong giáo pháp của Như Lai cũng có nói về sáu phương, đó là sáu ba la mật. Phương Đông là bố thí ba la mật. Vì sao? Vì mới vừa xuất hiện là nhân duyên phát sanh trí tuệ sáng suốt. Phương Đông thuộc về tâm chúng sinh, nếu có chúng sinh nào cúng dường bằng bố thí ba la mật thì được giàu có và sống lâu. Phương Nam là trì giới ba la mật. Vì sao? Vì trì giới ba la mật gọi là hơn hết. Nếu có người nào cúng dường đều cũng được giàu có như sống lâu. Phương Tây là nhẫn nhục ba la mật. Vì sao? Vì phương Tây là chỉ về mai sau, nghĩa là bỏ hết tất cả các pháp ác lại phía sau. Nếu ai cúng dường cũng được giàu có như sống lâu. Phương Bắc là tinh tấn ba la mật. Vì sao? Vì phương Bắc có danh hiệu là thắng các pháp ác, nếu ai cúng dường thì được giàu có và sống lâu. Phương dưới là thiền định ba la mật. Vì sao? Vì ở phương dưới có thể quan sát rõ ba đường ác, nếu ai cúng dường thì được giàu có và sống lâu. Phương trên là bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì trên phương trên là cao quý không sanh diệt, nếu ai cúng dường thì được giàu có và sống lâu. Này thiền nam, đó là sáu phương thuộc tâm chúng sanh, chẳng phải như lục sư ngoại đạo đã nói. Như vậy, với sáu phương đó, ai có thể phát tâm cúng dường được? Chỉ có hàng Bồ Tát mới có thể cúng dường được. Thiền Sanh bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, do nghĩa nào bạch đạo mà gọi là Bồ Tát? Đức Phật dạy: Chứng đắc Bồ Đề mới gọi là Bồ Tát, tánh Bồ Đề nên gọi là Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn: Nếu nói chứng đắc Bồ Đề rồi mới gọi là Bồ Tát, vậy lúc chưa cúng dường sáu phương sao có thể gọi là Bồ Tát? Nếu lấy tánh nên gọi là Bồ Tát thì ai được tánh ấy? Người có tánh ấy mới có thể cúng dường sáu phương, nếu không có tánh ấy thì không thể cúng dường sáu phương. Như vậy Như Lai không thể nói sáu phương là thuộc tâm chúng sanh. Phật dạy: Này thì nam, không phải chứng đắc Bồ Đề nó gọi là Bồ Tát. Vì sao? Vì chứng đắc Bồ Đề thì đã là Phật rồi, chưa chứng đắc Bồ Đề mới gọi là Bồ Tát, cũng không phải tánh Bồ Đề gọi là Bồ Tát. Này Thiện Nam, tất cả chúng sanh không có tánh Bồ Đề, như các chúng sanh không có tánh trời, người, sư tử, cọp, sói, vân vân, mà chỉ do trong đời hiện tại có nhiều nhân duyên, nghiệp lành, hòa hợp mà được làm thân trời người, hay do hòa hợp nhiều nhân duyên, nghiệp ác mà sanh làm thân sư tử, súc sanh. Bồ Tát cũng vậy, nhờ hội tụ được nhiều nhân duyên nghiệp lành và phát tâm Bồ Đề nên được gọi là Bồ Tát. Nếu có thuyết nói tất cả chúng sanh có tánh Bồ Tát thì nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Vì nếu có tánh ấy thì Bồ Tát không cần tu tập theo nhân duyên nghiệp lành và cúng dường sáu phương. Này thì nam, nếu có tánh ấy tức không có người mới phát tâm và không có kẻ thối lui tâm, mà do lượng nhân duyên nghiệp lành và phát tâm Bồ Đề mới gọi là tánh Bồ Tát.
Này Thiện Nam, có các chúng sanh tu hành theo ngoại đạo vì không thích nói về kinh sách điên đạo của họ nên phát tâm Bồ đề, và có chúng sanh ở nơi vắng lặng và nhờ nhân duyên căn lành bên trong mà phát tâm Bồ đề, và có chúng sanh quán sát những tội lỗi trong sanh tử mà phát tâm Bồ đề, và có chúng sanh thấy ác nghe ác mà phát tâm Bồ đề, và có chúng sanh biết rõ thân mình tham lam sân hận ngu si căn ghét bỏng sẻn mà phát tâm Bồ đề, và có chúng sanh thấy các vị tiên đắc năm pháp thần thông của các ngoại đạo mà phát tâm Bồ đề, và có chúng sanh muốn biết thế gian có giới hạn hay không có giới hạn mà phát tâm Bồ đề, và có chúng sanh thấy nghe Đức Như Lai không thể nghĩ bàn mà phát tâm Bồ đề, và có chúng sanh khởi tâm thương xót mọi loài mà phát tâm Bồ đề, và có chúng sanh yêu thích chúng sanh mà phát tâm Bồ đề. Này Thiện Nam, tâm Bồ đề gồm có ba bậc, đó là thượng, trung, hạ. Nếu nói chúng sanh nhất định có tánh thì tại sao lại nói các có bậc ba bậc khác nhau? Chúng sanh có tâm thấp kém có thể khởi lên tâm trung bình, chúng sanh có tâm trung bình khởi lên tâm cao thượng, chúng sanh có tâm cao thượng lại khởi lên tâm trung bình, chúng sanh có tâm trung bình trở nên thấp kém, chúng sanh chuyên cần tu tập vô lượng pháp thiện nên trở thành cao thượng, không chuyên cần tu tập thì trở thành thấp kém. Nếu khéo tinh tấn tu hành thì gọi là không thối chuyển, ngược lại không tinh tấn tu hành gọi là thối chuyển. Trong mọi thời gian tất cả chúng sanh tu tập pháp thiện thì gọi là bất thối chuyển, nếu không được như vậy gọi là thối chuyển. Như vậy Bồ Tát tất có tâm thối chuyển mà và tâm sợ hãi. Nếu trong mọi thời gian tất cả chúng sanh tu tập pháp thiện cho đắc bất thối chuyển thì vì đó Như Lai đã thọ ký là địa đại hỷ, chẳng bao lâu sẽ được một đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng. Này Thiện Nam, ba bậc Bồ đề không có tánh nhất định. Nếu có tánh nhất định thì người đã phát tâm thanh văn duyên giác không thể phát tâm Bồ đề được. Này Thiện Nam, thế như chúng tăng không có tánh nhất định, tánh của ba bậc Bồ đề cũng như vậy. Nếu nói Bồ đề có tánh nhất định, đó gọi là ngoại đạo. Vì sao? Vì các ngoại đạo cho là không có nhân quả, như tự tại thiên là không nhân không quả. Này thì Nam, hoặc có người nói tánh của Bồ Tát giống như đá, trong đá nhất định có vàng, phải nhờ nhân duyên và các phương tiện thiện xảo để lấy vàng ra. Tánh của Bồ Tát cũng như vậy, đó là thuyết của ngoại đạo phàm chí. Vì sao? Vì các ngoại đạo phàm chí thường nói trong hạt Ni Câu Đà có cây Ni Câu Đà, trong mắt có lửa, có đá. Nên phàm chí nói không nhân không quả. Vì nhân tức là quả, quả tức là nhân. Hạt Ni Câu Đà có đầy đủ Ni Câu Đà, nên biết đó là nhân quả của phàm chí. Nghĩa này không đúng. Vì sao? Vì nhân nhỏ mà quả lớn. Hoặc nói, trong con mắt nhất định có lửa, thì con mắt bị cháy mất rồi, mà con mắt bị cháy làm sao thấy được? Hoặc trong con mắt có đá, thì đá che mắt làm sao thấy được? Này thì nên như phàm chí nói, có tức là có, không tức là không, không thời không sanh, có thời phải diệt. Nếu nói trong đá có tánh vàng thì vàng không thể nói là tánh, tánh cũng không thể nói là vàng. Này thì nên do nhân duyên nên có hòa hợp, vì có duyên hòa hợp nên trước không sau có. Như phạm chỉ nói không tức vĩnh viễn không thì nghĩa này như thế nào? Vàng hòa hợp với thủy ngân thì vàng biến đổi. Nếu nói không biến đổi thì nghĩa này thế nào? Nếu nói chúng sanh có tánh Bồ Tát, đó là ngoại đạo chứ không phải Phật đạo. Này thì Nam, thế như do nhân duyên hòa hợp trong đá mà có vàng, tánh của Bồ Tát cũng là như vậy. Chúng sanh có suy nghĩ gọi là tâm dục, do nhân duyên nghiệp lành nên lòng ham muốn phát tâm Bồ đề, như vậy gọi là tánh Bồ Tát. Này thì Nam, như chúng sanh trước không có Bồ đề sau mãi mới có, tánh cũng như vậy trước không sau mới có, cho nên không thể nói Bồ đề có tánh nhất định. Này thì Nam, vì cầu trí tuệ nên gọi là Bồ Tát. Muốn biết tất cả pháp chân thật thì phải trang nghiêm lớn, tâm kiên cố, độ được nhiều chúng sanh không tiếc thân mạng, đó gọi đó là Bồ Tát tu hành đại thừa. Này thì Nam, Bồ Tát có hai hạng, một là thối chuyển, hai là không thối chuyển. Người đã tu 32 nghiệp tướng gọi là không thối chuyển, nếu chưa có thể tu 32 nghiệp tướng thì gọi là thối chuyển. Là có hai hạng, một là xuất gia, hai là tại gia. Bồ Tát xuất gia tọa định đầy đủ tám giới trong hoàn toàn thanh tịnh gọi là không thối chuyển.
Bồ Tát tại gia tọa trì đầy đủ sáu giới trong hoàn toàn thanh tịnh, cũng gọi là không tối chuyển. Này thì nam, ngoại đạo đoạn trừ dục dục vọng, được phước đức. Hơn tất cả phước đức có được của tất của chúng sanh trong cõi dục, người đắc tu đà hoàn phước đức hơn tất cả ngoại đạo dị kiến. Người đắc tu đà hoàn phước đức hơn hết thảy quả tu đà hoàn. Người đắc a la hàm phước đức hơn tất cả quả tu đà hàm. Người đắc a la hán phước đức hơn tất cả quả a la hàm. Người đắc Phật Bích Chi phước đức hơn tất cả quả La Hán. Người tại gia phát tâm Bồ Đề hơn tất cả quả Phật Bích Chi. Người xuất gia phát tâm Bồ Đề là việc không khó, ngược lại người tại gia phát tâm Bồ Đề mới thật là không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì người tại gia có nhiều nhân duyên xấu ác ràng buộc. Lúc người tại gia phát tâm Bồ Đề thì từ cõi trời Tứ Thiên Vương cho đến cõi trời sắc cứu cánh đều rất kinh ngạc vui mừng, cùng nhau nói: chúng ta từ nay đã có được vị đạo sư của cõi trời người. Phẩm hai phát tâm Bồ Đề. Tiên sanh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, tại sao chúng sanh phát tâm Bồ Đề? Này thì nam, giờ có hai điều mà chúng sanh phát tâm Bồ Đề: được giàu có và được sống lâu. Lại có hai điều: một, không muốn đoạn tuyệt chúng thánh Bồ Tát; hai, diệt trừ tội lỗi phiền não của chúng sanh. Lại có hai điều: một, xét thấy trong vô lượng kiếp chịu mọi khổ não không được lợi ích; hai, dù có vô lượng chư Phật cũng không cứu thoát được thân ta, chính chúng ta phải tự độ lấy. Là có hai điều: một, làm các việc lành; hai, làm rồi không để biến mất. Là có hai điều: một, vì đó là phước báo thù thắng hơn tất cả trời người; hai, vì đó là phước báo thù thắng hơn hàng nhị thừa. Là có hai điều: một, cầu đạo Bồ Đề mà chịu khổ não; hai, để được nhiều lợi ích lớn. Lại có hai điều: một, vô lượng chư Phật quá khứ vị lai trước như thành Phật, trước khi thành Phật đều như thân ta; hai, là quán sát rõ ràng Bồ Đề là pháp có thể chứng đắc, do đó mà phát tâm. Lại có hai điều: một, quán sát người ở xấu trụ chưa có chuyện tâm, nhưng còn hơn tất cả thanh văn duyên giác; hai, tâm chuyên cần cầu quả chánh giác vô thượng. Lại có hai điều: một, muốn cho tất cả chúng sanh đều được giải thoát; hai, muốn cho chúng sanh có được quả báo giải thoát hơn hẳn hàng ngoại đạo. Lại có hai điều: một, không bỏ tất cả chúng sanh; hai, xả lìa tất cả phiền não. Lại có hai điều: một, đoạn trừ khổ não trong hiện tại của chúng sanh; hai, ngăn chặn khổ não trong vị lai của chúng sanh. Lại có hai điều: một, nhất trừ sự chướng ngại của trí tuệ; hai, đoạn trừ chướng ngại nơi thân của chúng sanh. Này thì nam, phát tâm Bồ Đề có 5 điều: một, gần gũi bạn lành; hai, đoạn trừ tâm sân hận; ba, vâng lời chỉ dạy của thầy; bốn, khởi tâm thương xót; năm, siêng năng tu tập tinh tấn. Lại có 5 điều: một, không thấy lỗi của kẻ khác; hai, thì thấy lỗi của kẻ khác nhưng tâm không hối; ba, được pháp thiện rồi tâm không kiêu mạn; bốn, thấy nghiệp thiện của kẻ khác tâm không ganh ghét; năm, quan sát chúng sanh tự như con một. Này thì nam, người có trí sau khi phát tâm Bồ Đề rồi có thể phá trừ các quả báo của nghiệp ác lớn như núi Tu Di. Người có trí về ba điều mà phát tâm Bồ Đề: một, vì thấy chúng sanh trong đời ác có năm trượt; hai, vì thấy Đức Như Lai có đạo lực thần thông không thể nghĩ bàn; ba, vì nghe tám thứ tiếng vi diệu của Đức Như Lai. Lại có hai điều: một, biết rất rõ khổ nỗi khổ của tự thân; hai, biết rõ nỗi khổ của chúng sanh cũng như nỗi khổ của tự thân, vì trừ nỗi khổ của chúng sanh cũng như trừ nỗi khổ của chính mình. Này thì nam, nếu có người có thể phát tâm Bồ Đề nên biết người này có thể lễ bái sáu phương, được giàu có và được sống lâu, không như thuyết ngoại đạo đã nói. Phẩm ba tâm bi. Tiền sanh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, lục sư ngoại đạo không nói nhân quả. Này Đức Như Lai nói nhân quả có hai loại: một, sanh nhân; hai, liễu nhân. Vậy như lời ngài vừa nói thì phát tâm Bồ Đề thuộc về sanh nhân hay liễu nhân? Phật dạy: này thì nam, Như Lai vì chúng sanh đã có thể nói một nhân, hai nhân, ba nhân, bốn nhân, năm nhân, sáu nhân, bảy nhân hoặc đến 12 nhân. Nói một nhân tức là sanh nhân, nói hai nhân tức là sanh nhân và liễu nhân, nói ba nhân tức là phiền não nghiệp khí, nói bốn nhân tức là bốn đại, nói năm nhân tức là năm chi ở vị lai, nói sáu nhân tức như trong cái kinh nói về sáu nhân, nói bảy nhân tức như trong kinh Pháp Hòa nói, nói tám nhân tức là tám chi trong hiện tại,
ở trên nhân, tức như trong kinh Đại Thành nói 10 nhân tức như Ưu Bà Tắc Bì Ma Nam nói 11 nhân tức như Tri Ấn nói 12 nhân tức như 12 nhân duyên. Đây thì nam tất cả các pháp hữu lậu có vô lượng vô biên nhân, tất cả các pháp vô lậu cũng có vô lượng vô biên nhân. Người trí muốn biết tất cả các nhân nên phát tâm Bồ Đề, vì vậy Đức Như Lai được gọi là Nhất Thiết Trí. Này thì nam, tất cả chúng sanh phát tâm Bồ Đề, hoặc có sanh nhân, hoặc có liệu nhân, hoặc có cả sanh nhân liệu nhân, nên ông nên biết hệ sanh nhân tức là đại bi, nhân là bi, nên mới có thể phát tâm Bồ Đề, cho nên tâm bi là sanh nhân. Thiện sanh thưa và Đức Thế Tôn, làm sao tu tâm bi? Phật dạy này thì nam, người trí thấy rõ tất cả chúng sanh bị chìm đắm chìm trong biển khổ não sanh tử, chỉ muốn cứu độ họ nên phát khởi tâm bi. Lại thấy chúng sanh chưa có 10 lực, 4 điều không sợ hãi và 3 niệm đại bi, ta phải làm thế nào để chúng sanh được đầy đủ? Do vậy khởi tâm bi. Lại thấy chúng sanh tuy có nhiều oán độc nhưng cứ tưởng là người thân, vì vậy khởi tâm bi. Lại thấy chúng sanh mê mờ đường chánh, không có người chỉ đường nên khởi tâm bi. Lại thấy chúng sanh nằm trong vũng bùn năm dục không thể ra khỏi mà còn buông lung, nên khởi tâm bi. Lại thấy chúng sanh thường bị tài vật và con ràng buộc không thể xa lìa, nên khởi tâm bi. Lại thấy chúng sanh do được sanh đẹp sống lâu mà khởi tâm kiêu mạn, nên khởi tâm bi. Lại thấy chúng sanh bị bạn ác dối gạt mà tưởng là quyến thuộc như lục sư, nên khởi tâm bi. Lại thấy chúng sanh sanh trong ba cõi chịu mọi khổ não mà còn tham vướng, nên khởi tâm bi. Lại thấy chúng sanh tạo ra nghiệp ác do thân khẩu ý mà chịu nhiều quả khổ nhưng vẫn vui thích say đắm, nên khởi tâm bi. Lại thấy chúng sanh ưa thích năm dục như người khác uống nước muối, nên khởi tâm bi. Lại thấy chúng sanh dù muốn được an lạc mà không tạo nhân an vui, tuy không thích khổ mà tạo nhân khổ, muốn hưởng cảnh vui cõi trời mà thiếu giới hạnh, nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh đối với không ngã và không ngã sở mà cứ tưởng có ngã và có ngã sở, nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh không có tánh cố định lưu chuyển trong năm đường, nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh sợ sanh già bệnh chết mà lại tạo nghiệp sanh già bệnh chết, nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh thân tâm chịu nhiều khổ não nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh đau khổ khi tình ái chia ly mà không đoạn trừ được ái ân, nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh ở trong vô minh tối tâm mà không biết đốt lên ngọn đèn trí tuệ, nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh bị lửa phiền não thiêu đốt mà không chịu cầu nước mát thiền định tam muội, nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh do vui năm dục mà tạo vô lượng tội ác, nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh biết năm dục là khổ mà cứ mong cầu không có chấm dứt, thế như người đói ăn phải cơm độc, nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh ở trong đời sau ác gặp vua bạo ngược nhiều nhiều khổ não mà vẫn phóng dật, nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh lưu chuyển trong tám cảnh khổ mà không đoạn trừ cá nhân khổ, nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh đói khát nóng lạnh không được tự tại, nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh hủy phạm giới cấm sẽ thọ cảnh khổ ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh sắc lực thọ mạng yên ổn và hiện và biện tài mà không được tự tại, nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh các căn không đầy đủ nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh sanh ở biên địa không tu pháp thiện nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh sanh nhầm đời đói khát nên thân thể gầy ốm, tâm trộm cướp lẫn nhau nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh sanh trong xứ đao binh giết hại lẫn nhau, lòng độc ác lòng càng tăng trưởng, phải chịu vô lượng quả báo khổ nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh gặp Phật ra đời nghe Phật nói pháp thanh tịnh như vị cam lồ mà không thọ trì nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh tin theo thầy tà bạn ác không vâng lời dạy bảo của thiện tri thức nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh có nhiều tài vật mà không biết bố thí nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh canh tác ruộng vườn giao dịch buôn bán tất cả đều là khổ nên khởi tâm bi. Là thấy chúng sanh cha mẹ anh em vợ con tôi tớ quyến thuộc không thương mến nhau nên khởi tâm bi. Này thì nam, người trí nên quán xét cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, các cảnh an vui thiền định cũng như sự khổ trong địa ngục mà tất cả chúng sanh đều phải lãnh chịu mà khởi tâm bi. Này thì nam, lúc chưa chứng đắc đạo quả mà quán xét như vậy gọi là bi, nếu chứng đắc đạo quả rồi gọi là đại bi. Vì sao? Vì lúc chưa chứng đắc đạo quả dù quán như vậy nhưng sự quán xét ấy có giới hạn, cho nên chúng sanh cũng là như vậy,
Con khi đã chứng đắc đạo quả rồi thì sẽ quá thật về chúng sanh không có giới hạn, cho nên gọi là đại bi. Lúc chưa chứng đạo quả thì tâm bi còn đậm chuyển nên gọi là bi. Còn khi đã chứng đắc đạo quả rồi thì tâm bi không còn dao động nên gọi là đại bi. Lúc chưa chứng đạo quả chưa có thể độ các chúng sanh nên gọi là bi. Khi chứng đắc đạo quả rồi có thể cứu độ rộng khắp chúng sanh nên gọi là đại bi. Lúc chưa chứng đắc đạo quả trí tuệ chưa phát sinh nên gọi là bi. Khi đã chứng đắc đạo quả rồi trí tuệ phát khởi nên gọi là đại bi. Này Tỳ Nam, người trí tu hành bi tuy chưa có thể đoạn trừ khổ não của chúng sinh nhưng đã có vô lượng lợi ích. Này Tỳ Nam, sáu pháp ba la mật đều lấy tâm bi làm sanh nhân. Này Tỳ Nam, Bồ Tát có hai hạng xuất gia tại gia. Bồ Tát xuất gia tu tập tâm bi không khó, ngược lại Bồ Tát tại gia tu tập bi mới thật là khó. Vì sao Bồ Tát tại gia có nhiều nhân duyên sâu ác trang buộc. Này Tỳ Nam, người tại gia nếu không tu tâm bi thì không thể đắc giới Ô Bà Tắc. Nếu tu tâm bi rồi sẽ được đắc giới. Này Tỳ Nam, người xuất gia chỉ có thể thực hành đầy đủ năm pháp ba la mật, không thể thực hành đầy đủ bố thí ba la mật. Còn người tại gia thì hành đầy đủ cả sáu pháp ba la mật. Vì sao? Vì trong mọi thời gian đều có thể bố thí được hết tất cả. Nên người tại gia trước nên tu tâm bi. Nếu tu tâm bi rồi thì nên biết người này sẽ có đầy đủ trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Nếu tu tâm bi thì khó bố thí, có thể bố thí. Vì khó nhẫn nhục, có thể nhẫn nhục. Vì khó làm, có thể làm. Vì ý nghĩa này nên trong tất cả các pháp lành, bi là cội gốc. Này thì nếu người nào có thể tu tâm bi như vậy thì nên biết người đó có thể phá trừ nghiệp ác lớn như núi Tu Chi, chẳng bao lâu sẽ chứng đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng. Người này tuy tạo nghiệp lành ít nhưng hưởng được phước báo to lớn như núi Tu Chi. Phẩm 4 giải thoát. Phật dạy: Này Tỳ Nam, nếu có người Tỳ Nam Tỳ nữ nào tu hành bi thì nên biết những người này sẽ được tất cả phần giải thoát của pháp thể. Thì sanh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, ngài dạy về thể. Vậy thể là thế nào? Phật dạy: Này Tỳ Nam, thể nghĩa là thân khẩu ý. Mà thân khẩu ý từ nơi phương tiện sanh khởi. Phương tiện có hai: một được nghe, hai suy nghĩ. Lại có ba: một huệ thí, hai trì giới, ba học rộng. Tiền sanh thưa bạch Đức Thế Tôn, Như Lai vừa dạy từ ba phương tiện mà được phần giải thoát. Vậy ba phương tiện có số nhất định không? Phật dạy: Này Tỳ Nam, không. Vì sao? Vì có người dù ở trong nhiều đời bố thí không biết bao nhiêu của cải cho rất nhiều người nhưng cũng không có pháp phần giải thoát. Có người tôi chỉ trong một thời gian ngắn lấy một vắt cốm đem cho một người ăn xin mà lại có thể được pháp phần giải thoát. Có người ở chỗ vô lượng Đức Phật tọa trì giới cấm mà cũng không được pháp phần giải thoát. Nhưng có người chỉ một ngày một đêm tọa trì tám giới mà lại được pháp phần giải thoát. Có người trong nhiều đời ở nơi vô lượng Đức Phật tọa trì đọc tụng 12 bộ kinh mà cũng không được pháp phần giải thoát. Nhưng có người chỉ đọc tụng một bài kệ 4 câu mà lại được pháp phần giải thoát. Nghĩa ấy là thế nào? Vì tâm của thể chúng sanh không giống nhau. Này Tỳ Nam, nếu người nào không nhất tâm xem xét kỹ sanh tử là đất là khổ đau, niết bàn là ăn vui thì người đó dù có huệ thí trì giới học rộng nghe nhiều cũng không được pháp phần giải thoát. Nếu người nào nhàm chán sinh tử tội lỗi, biết rõ niết bàn công đức an vui thì người này dùng bố thí trì giới và nghe rất ít nhưng được pháp phần giải thoát. Này Tỳ Nam, người được pháp giải thoát được ở trong ba trường hợp: một, khi Đức Phật ra đời; hai, khi duyên ác ra đời; và thứ ba, nếu không nằm trong trường hợp một và hai thì khi vị trời ở cõi sắc cứu cánh nói pháp giải thoát. Người này nghe rồi liền được phần giải thoát. Này Tỳ Nam, Như Lai thuở xưa khi mới phát tâm đâu được gặp Đức Phật và Phật Bích Chi mà chỉ được nghe vị trời ở cõi tịnh cư thuyết pháp giải thoát. Sau khi nghe rồi liền phát tâm tu hành. Này Tỳ Nam, pháp giải thoát như vậy không phải trời ở cõi dục mà có thể chứng đắc được. Vì sao? Vì ở trời cõi dục còn nhiều buông thả, cũng chẳng phải trời ở cõi sắc mà chứng đắc được. Vì sao? Vì không có ba phương tiện, cũng không phải trời ở cõi vô sắc mà có thể chứng đắc được. Vì sao?
vì không có thân khẩu ý, mà pháp thể ấy là thân khẩu ý. Người ở Châu Bắc Cô Lô cũng không chứng đắc được, vì sao? Vì cũng không có ba phương tiện pháp phần giải thoát này, chỉ có ba hạng người chứng đắc được, đó là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Nếu chúng sanh nếu gặp được thiện tri thức thì chuyển sự giải thoát của Thanh Văn thành giải thoát của Duyên Giác, chuyển sự giải thoát của Duyên Giác thành giải thoát của Bồ Tát. Bồ Tát chứng đắc được pháp phần giải thoát thì không còn tối chuyện, không còn hư hoại. Thiện sanh bạch Phật, bạch Thế Tôn, người thuyết pháp dùng nghĩa gì để khéo phân biệt là những người này có phần giải thoát, những người kia không có phần giải thoát? Phật dạy: Này Thiện Nam, pháp thể giải thoát như vậy có hai hạng người được chứng đắc, đó là xuất gia và tại gia. Hai hạng người này chỉ tâm nghe pháp và tọa trì, sau khi nghe nỗi khổ trong ba đường dữ, kinh sợ đến dựng đứng lông tóc, buồn khóc, nên nỗ lực kiên trì việc trai giới cho đến tội rất nhỏ cũng không hủy phạm, để biết người này được pháp phần giải thoát. Này Thiện Nam, các phái ngoại đạo được định, được thiền định phi tưởng, phi phi tưởng xứ, sống lâu vô lượng kiếp không được pháp phần giải thoát, thì nên xem người này là người địa ngục. Nếu người ở trong địa ngục A Tỳ trải qua vô lượng kiếp cho nhiều khổ não mà lại được pháp phần giải thoát thì nên xem người này là người niết bàn. Này Thiện Nam, cho nên Như Lai đối với ông Bất Đầu Lam Phất mới khởi tâm thương xót, còn đối với Đề Bà Đạt Đa thì không khởi tâm thương xót. Này Thiện Nam, Như Xá Lợi Phất trong 6 vạn kiếp cầu đạo Bồ Đề, sở dĩ thối tâm là do chưa được pháp phần giải thoát, nhưng vẫn còn hơn Duyên Giác lợi căn. Này Thiện Nam, pháp thể giải thoát có 3 bậc thượng trung hạ. Bậc thượng là Phật, bậc trung là Duyên Giác, bậc hạ là Thanh Văn. Này Thiện Nam, có người chuyên cần cầu giới và tắc, ở trong nhiều đời tu hành theo những điều đã được nghe mà cũng không được giới. Có người xuất gia cầu giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, tu hành trong nhiều đời theo điều đã lãnh hội mà cũng không được. Vì sao? Vì không thể đạt được pháp phần giải thoát, cho nên gọi là tu giới, không được gọi là trì giới. Này Thiện Nam, nếu các Bồ Tát được pháp phần giải thoát thì trọn đời không còn tạo nghiệp cầu sanh trong ba cõi nữa, chỉ luôn nguyện sanh nơi đâu có lợi ích cho chúng sanh. Nếu tự biết phước báo mình sẽ sanh lên cõi trời, liền xây phước báo ấy để sanh trong cõi trời. Việc làm ấy chính là bố thí, trì giới, tu thiền định. Này Thiện Nam, nếu hạ Thanh Văn được phần giải thoát, thọ thân tứ đại không quá 3 lần sẽ được giải thoát. Hàng Phật Bích Chi cũng như vậy. Các đại vị đại Bồ Tát đã được phần giải thoát dù thọ thân trải qua vô lượng kiếp, thường không thối chuyển, tâm không thối chuyển hơn hẳn tất cả Thanh Văn Duyên Giác. Này Thiện Nam, nếu được pháp phần giải thoát như vậy thì dù có bố thí ít cũng được phước báo vô lượng, ít giữ giới và ít nghe pháp cũng được phước báo lớn lao như thế. Giả sử người này ở trong 3 đường ác, không giống như người tỏ khổ trong 3 đường ác. Nếu các vị Bồ Tát được pháp phần giải thoát gọi là địa điều nhu. Sao gọi là địa điều nhu? Vì tất cả phiền não dần dần suy yếu, đó là vượt dòng sanh tử. Này Thiện Nam, có 4 hạng người: một, thuận theo dòng sanh tử; hai, ngược dòng sanh tử; ba, không thuận không nghịch; bốn, đã đến bờ giải thoát. Này Thiện Nam, pháp giải thoát như vậy đối với hàng Thanh Văn gọi là địa nhu nhuyễn, đối với hàng Bồ Tát cũng gọi là địa nhu nhuyễn hay địa hỷ. Vì nghĩa gì mà gọi là địa hỷ? Vì nghe mà không thối tâm nên gọi là địa hỷ. Vì nghĩa gì mà gọi là Bồ Tát? Là vì thường giác ngộ cho tâm chúng sanh. Như vậy Bồ Tát đối với sách vở của ngoại đạo chính là tự biết, chính mình tự biết không thọ trì và không dạy bảo người khác thọ trì. Bồ Tát như thế không gọi là trời người, chẳng phải gồm thâu vào 5 đường, nên gọi là tu hành đạo không chướng ngại. Đây thì nên Bồ Đề có 4 chủng tử: một, không tham tài vật; hai, không tiếc thân mạng; ba, tu hành nhẫn nhục; bốn, thương yêu chúng sanh. Này Thiện Nam, chúng tử Bồ Đề tăng trưởng như vậy là có 5 điều: một, đối với thân mình không tự khinh rẻ, ta không thể chứng đắc chánh đẳng chánh giác vô thường; hai, tự thân thọ khổ tâm không hối hận; ba, siêng năng tu hành tinh tấn không ngừng nghỉ; bốn, cứu giúp vô lượng khổ não của chúng sanh; năm, thường khen ngợi công đức vi diệu của Tam Bảo. Người trí lúc tu hành Bồ Đề thường đang tu tập 5 điều nói trên để hạt giống Bồ Đề nảy nở tăng trưởng tươi tốt, là có 6 điều.
là từ Bố Thí Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật. Sáu pháp Ba La Mật đều là nhân nên một pháp mà tăng trưởng, đó là không buông lung. Bồ Tát buông lung thì không tăng trưởng sau Ba La Mật, còn không buông lung thì mới tăng trưởng sau Ba La Mật. Đại Địa Nam Bồ Tát lúc đó lúc cầu Bồ Đề phải có bốn điều: một, gần gũi bạn lành; hai, giữ tâm vững chắc khó hoại; ba là những việc khó làm; bốn, thương xót chúng sinh. Lại có bốn điều: một, thấy người khác được lợi ích sanh tâm vui mừng; hai, thường thích ca tụng công đức người khác; ba, thường ưa tu tập sáu pháp niệm xứ; bốn, siêng năng nói sanh tử có nhiều tội lỗi. Này thì Nam, đã có người nói lìa tám pháp như vậy mà được Bồ Đề thì điều này là không thể có. Này thì Nam, nếu có Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề vô thượng, tức được gọi là Phước Điền vô thượng. Bồ Tát như vậy thì thù thắng hơn mọi sự việc của tất cả thế gian và của chúng sanh. Này thì Nam, nếu có người nói vô lượng thế giới có vô lượng Đức Phật, vô lượng đạo quả của Phật rất khó được. Vì sao? Vì thế giới vô biên, chúng sanh cũng vậy, chúng sanh vô biên, Phật đạo cũng không giới hạn. Giả sử Phật đạo dễ được thì một Đức Phật lẽ ra hóa độ được tất cả chúng sanh, thì nếu như vậy thì thế giới chúng sanh có giới hạn. Này thì Nam, lúc Phật ra đời rồi được chính vậy, chính nay do tha để người đệ tử tinh văn của Ngài độ được một nơi do tha người mà cũng không độ hết được chúng sanh, nên gọi chúng sanh là vô biên. Do vậy mà trong kinh Thành Văn Như Lai nói không có mười phương Phật. Vì sao? Vì sợ các chúng sanh xem thường Phật đạo. Thánh đạo của Phật không thuộc về thế gian, nên lời nói của Như Lai không có hư vọng. Đức Như Lai không có tâm đố kỵ đối với việc khó được, nên mới nói không có mười phương chư Phật. Này thì Nam, nên rất nhiều chúng sanh phát tâm Bồ Đề mà không thể thực hành lục ráo đạo Bồ Tát. Nếu có người vấn đạo: ở hiện tại có nhiều Đức Phật, tại sao trong kinh chỉ nói quá khứ và vị lai là có nhiều Đức Phật, không nói trong đời hiện tại có nhiều Đức Phật? Này thì Nam, ở trong một quốc độ, Như Lai nói quá khứ, vị lai, có nhiều Đức Phật. Còn ở đời hiện tại chỉ có một Đức Phật thôi. Này thì Nam, ai có thể hiểu được nghĩa chân thật thì có thể được Phật đạo. Vô lượng chúng sanh tu hành Phật đạo, phần nhiều do thối tất tâm Bồ Đề. Chỉ có một người mới có thể được độ thoát, ví như hoa amla, ví như trứng loài cá. Này thì Nam, Bồ Tát có hai hạng: một Bồ Tát xuất gia, hai Bồ Tát tại một Bồ Tát tại gia, hai Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát xuất gia được pháp phần giải thoát không khó. Ngược lại, Bồ Tát tại gia được pháp phần giải thoát mới thật là khó. Vì sao? Vì Bồ Tát tại gia có nhiều nhân duyên, sâu ác ràng buộc. Phẩm năm ba thứ Bồ Đề thì sanh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn. Ngài đã dạy Bồ Tát có hai hạng: Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Bồ đề có ba thứ: Bồ đề thanh văn, Bồ đề duy giác, Bồ đề chư Phật. Nếu người đạt được Bồ đề gọi là Phật, thì tại sao thanh văn duy giác không gọi là Phật? Nếu người giác ngộ pháp tánh gọi là Phật, tại sao thanh văn duy giác cũng giác ngộ pháp tánh? Và duyên có gì không gọi là Phật? Nếu nhất thiết trí gọi là Phật, tại sao thanh văn duy giác cũng nhất thiết trí mà không gọi là Phật? Là nói nhất thiết trí ấy tức là tương đề. Phật dạy này thì Nam, Bồ đề có ba thứ: một, từ nghe mà được; hai, từ tư duy mà được; ba, từ tu tập mà được. Thanh văn là từ hàng, là hàng từ nghe mà được Bồ đề, chứ không gọi là Phật. Hàng Phật Bích Chi, từ tư duy mà giác ngộ được chút ít nên mới gọi là Phật Bích Chi. Còn Như Lai không thầy, không dựa vào nghe và tư duy, chỉ từ tu tập mà giác ngộ được tất cả nên mới gọi là Phật. Này thì Nam, biết rất rõ pháp tánh gọi là Phật. Pháp tánh có hai thứ: tổng tướng và biểu tướng. Thanh văn chỉ biết tổng tướng nó không gọi là Phật. Phật Bích Chi cũng chỉ biết tổng tướng, không do nghe mà được, nên chỉ gọi là Phật Bích Chi chứ không gọi là Phật. Như Lai Thế Tôn thì tổng tướng, biểu tướng tất cả đều biết rõ, không từ nghe, không từ suy nghĩ, vô sở, một mình tự giác ngộ lấy, từ tu tập mà được chứng đắc nên gọi là Phật. Này thì Nam, Như Lai Thế Tôn duyên trí đầy đủ, thanh văn duyên giác dù biết tứ đế mà duyên trí không đầy đủ, do ý nghĩa đó nên không gọi là Phật. Như Lai Thế Tôn duyên trí đầy đủ cho nên được gọi là Phật. Này thì Nam, như dòng nước sông Hằng, ba con thú đều cùng lội qua: thỏ, ngựa và voi. Thỏ lội qua chân không chạm đáy sông mà chỉ nổi trên mặt nước,
Ngựa có khi chân chạm đến đáy sông, có khi không chạm đến đáy sông. Còn voi thì lúc nào chân cũng chạm đến đáy sông. Dòng nước sông Hằng tượng trưng cho 12 nhân duyên, Hà Thanh Văn vượt qua, cũng như loài thỏi kia qua sông. Duyên giác vượt qua, cũng như loài ngựa kia qua sông. Còn Như Lai vượt qua như loài voi qua sông. Vì vậy Như Lai được gọi là Phật Thanh Văn Duyên Giác. Dù đoạn trừ phiền não nhưng chưa đoạn trừ được tập khí. Còn Như Lai đã nhổ sạch mọi cội gốc của nguồn tập khí phiền não nên gọi là Phật. Này thì Nam Nghi có hai loại: nghi phiền não và nghi vô ký. Hàng nhị thừa đoạn trừ nghi phiền não cho đoạn trừ nghi vô ký. Như Lai đã đoạn cả hai nghi nên gọi là Phật. Này thì Nam Hà Thanh Văn, nhàm chán việc học rộng, hạ duyên giác nhàm chán sự suy nghĩ. Như Lai đối với hai điều ấy không thanh tâm nhàm chán nên gọi là Phật. Này thì Nam Thế Nhân, vật sạch để đựng đồ sạch, trong ngoài đều sạch, thanh văn trí duyên giác. Tuy thanh tịnh mà thân tâm không được trong sạch, Như Lai thì không như vậy, trí và thân đều được thanh tịnh nên gọi là Phật. Này thì Nam thanh tịnh có hai loại: trí thanh tịnh, hành thanh tịnh, thanh văn duyên giác. Dù có trí thanh tịnh nhưng hành không thanh tịnh, Như Lai Thế Tôn trí hành đều thanh tịnh nên gọi là Phật. Này thì Nam, công hạnh của thanh văn duyên giác còn bị giới hạn, công hạnh của Như Lai Thế Tôn không có giới hạn nên gọi là Phật. Này thì Nam, Như Lai Thế Tôn chỉ trong một niệm có thể phá trừ hai chướng: chướng trí, chướng giải thoát nên gọi là Phật. Như Lai đầy đủ trí nhân và trí quả nên gọi là Phật. Này thì Nam, Như Lai nói pháp không hai lời, không sai lầm và không hư vọng, trí tuệ không ngại, hiện tại lưu loát đầy đủ nhân trí, thời trí và tướng trí, không che giấu, không cần gìn giữ, cũng không nói lỗi, biết rõ tất cả phiền não của chúng sanh, nhân duyên nào phát khởi, nhân duyên nào diệt trừ, tam pháp của thế gian không làm cho ô nhiễm, có lòng thương xót cứu người khổ não, đầy đủ 14 điều không sợ, ba niệm đại bi, sức lực thân tâm đều được đầy đủ. Thế nào là đầy đủ thân lực? Này thì Nam, cõi trời 33 có một thành lớn tên là Thiện Kiến, ta đấy dài rộng 10 vạn lý, phòng xá trăm dặm. Các vị trời ở trong thành này có 1.066.666 vị. Trong 3 tháng hạ, Vua Thích Đại Hoằng Nhân muốn đến rừng Ba Lợi Chật Đa La để hưởng ngoạn. Lúc ấy trên núi Càng Đà có một con voi chúa tên là Y La Bát Na, có tới 7 đầu. Vua mới khởi niệm do liền biết và tự đến. Chư thiên trong thành Thiện Kiến đều từ trên đầu voi kia lần lượt đi qua rừng Ba Lợi Chất Đa cách thành 50 do tuần. Sức mạnh của voi ấy hơn hẳn tất cả các con voi khác. Giả sử 1.800.000 con voi ấy hợp sức cũng không bằng sức một ngón tay của Phật. Do vậy thân lực của Đức Như Lai hơn hẳn sức lực của tất cả chúng sinh. Thế giới vô biên, chúng sanh cũng vô biên, tâm lực của Đức Như Lai cũng vô biên. Cho nên chỉ có Đức Như Lai mới được gọi là Phật. Hà nhị thừa, không ai được gọi là Phật. Vì ý nghĩa đó nên gọi Đức Phật là vô thượng sư, đại trượng phu, là voi chúa trong loài người, là sư tử, là long vương, là điều ngự, là bậc dẫn đường chỉ lối, là đại thuyền sư, là đại y sư, là đại ngư vương, là ngư vương trong loài người, là tịnh liên hoa, là đấng vô sở độc giác, là bất sáng cho các chúng sinh, là đại thí chủ, là đại sa môn, là đại ba la môn, là tịch tỉnh, là trì giới chuyên cần tu hành tinh tấn, là đến với bờ giác, là được giải thoát. Này thì Nam, thanh văn duyên giác dù có được bồ đề nhưng đều không được những điều như trên, chỉ có Như Lai mới được gọi là Phật. Này thì Nam, bồ tát có hạng tại gia và xuất gia. Bồ tát xuất gia phân biệt ba thứ bồ đề như vậy không khó, và bồ tát tại gia phân ba thứ bồ đề như vậy mới thật là khó. Vì sao? Vì Bồ Tát tại gia có nhiều nhân duyên xấu ác ràng buộc. Phẩm sáu, tu hành nghiệp 32 tướng. Tướng sanh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nhớ lời Ngài dạy thân lực của Bồ Tát khi nào mới thành tựu được. Phật dạy, này thì Nam, lúc mới tu tập 32 tướng. Này thì Nam, Bồ Tát lúc tu tập 32 tướng được gọi là Bồ Tát. Và được thêm hai định, một là định Bồ Đề, hai là định hữu. Lại có hai định, một là định biết rõ đời sống kiếp trước, hai là định nguyên nhân sanh ra chánh pháp. Này thì Nam, Bồ Tát từ khi mới tu tập 32 tướng cho đến khi thành tựu chánh đẳng chánh giác vô thượng, trong thời gian đó không nhàm chán gì học rộng. Bậc đại Bồ Tát tu tập mỗi mỗi tướng thường dùng cả trăm phước đức để che chở mình,
Lúc tu tâm có 50 phước, lúc tâm viên mãn cũng có 50, còn lại thành 100 phước đức. Này thì đem tất cả phước đức của thế gian không bằng công đức nơi một lỗ chân lông của Đức Như Lai, công đức tất cả các sợi lông của Đức Như Lai không bằng công đức của một tướng tốt, gồm hết công đức của 80 tướng tốt không bằng công đức của một trong 32 tướng, công đức tất cả các tướng không bằng công đức của tướng Bạch Hào, công đức của tướng Bạch Hào không bằng không sánh kịp công đức của tướng Vô Kiến Đảnh. Này thì nên Bồ Tát ở trong vô lượng kiếp thường vì các chúng sanh làm lợi ích lớn, chí tâm siêng năng làm các thiện nghiệp, do đó Như Lai mới thành tựu đầy đủ vô lượng công đức. 32 tướng này là phước báo của tâm đại bi chuyển luân thánh vương. Dù có tướng này nhưng không thành tựu rõ ràng đầy đủ như vậy, thể của tướng nghiệp ấy tức là nghiệp thân khẩu ý, lúc tu nghiệp này không phải ở cõi trời cho Bắc Cu Lô, phải là thân đang ở khắp ba phương, không phải là thân nữ. Bậc đại Bồ Tát tu nghiệp này rồi gọi là mãn ba an tăng kỳ kiếp, thế nên mới thành tựu chánh đẳng chánh giác vô thượng. Này thì Nam Như Lai thuở xưa ở chỗ Phật Bảo Đảnh được một a tăng kỳ kiếp thứ nhất, ở chỗ Phật Nhiên Đăng được một a tăng kỳ kiếp thứ hai, ở chỗ Phật Ca Diếp là đủ một a tăng kỳ kiếp thứ ba. Này thì Nam thuở xưa Đức Như Lai ở chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni đầu tiên phát tâm chánh đẳng chánh giác vô thượng, khi đã phát tâm rồi thì cúng dường vô lượng chư Phật trong các thiện căn tu tập đạo hành giữ giới tinh tấn học đồng nghe nhiều. Này thì Nam vị đại Bồ Tát tu hành 32 tướng rồi tự thân biết rõ mình nhất định thành tựu chánh đẳng chánh giác vô thượng, như là xem quả âm ma lạc ở trong bàn tay. Nghiệp tướng kia tuy là như thế nhưng không, như khi tu tập tứ lớp không cần phải như thế. Hoặc có người nói Như Lai trước được tướng con mắt ngưu vương, vì sao? Vì lúc làm Bồ Tát ngài ở vô lượng kiếp thích dùng con mắt lành hiền hòa để nhìn chúng sanh, cho nên trước được tướng mắt ngưu vương thứ đến mới được các tướng khác. Hoặc có thuyết nói Như Lai trước được tướng tám phạm âm, còn các tướng khác dần dần được sau. Vì sao? Vì trước kia lúc ngài làm Bồ Tát đã vô lượng kiếp thường dùng lời hiệu hòa và chân thật để dạy bảo chúng sanh, vì thế trước tiên ngài được tám tướng phạm âm. Hoặc có thuyết nói Như Lai trước được tướng Vô Kiến Đảnh, dần dần sau được các tướng khác. Vì sao? Khi là ngài làm Bồ Tát đã qua vô lượng kiếp cúng dường các sư trưởng cho Phật Bồ Tát cúi đầu đảnh lễ vì trữ tâm cứu mạng, vì thế mà trước hết ngài được tướng Vô Kiến Đảnh. Hoặc có thuyết nói Như Lai trước tiên được tướng lông mày trắng, thế đến được các tướng khác. Vì sao? Vì khi ngài làm Bồ Tát đã qua vô lượng kiếp không dối gạt một chúng sanh nào, cho nên được tướng trắng giữa lông mày. Này thì Nam, ngoài Đức Phật ra không ai có thể đạt được nghiệp tướng như vậy. Này thì Nam, và có người tôi lúc đó Như Lai trước được tướng lòng bàn chân tròn đầy sau mới được cái tướng khác. Vì sao? Vì lúc này là Bồ Tát trải qua vô lượng kiếp đã bố thí trì giới tu tập đạo hạnh tâm không lay động, nên trước được tướng bàn chân tròn đầy sau mới được tướng dưới lòng bàn chân các vân xoáy tròn. Vì sao? Vì khi ngài làm Bồ Tát đã qua vô lượng kiếp cúng dường cha mẹ sư trưởng bạn lành theo như pháp chánh pháp mà giúp đỡ chúng sanh, cho nên thứ đến mới được tướng bàn chân bàn tay đều có vân xoáy tròn. Được tướng này rồi kế được tướng ngón tay thon dài. Vì sao? Vì lúc ngài làm Bồ Tát chú tâm thọ trì thứ nhất giới, thứ nhất và giới thứ tư của giới U Bồ Tát, nên sau đó được tướng ngón tay ngòi bút và tướng ngón chân dài. Thứ đó nó được tướng toàn thân đầy đặn, vì lúc ngài hành Bồ Tát đạo luôn nghe lời dạy bảo của sư trưởng cha mẹ bạn lành, do nên được tướng toàn thân đầy đặn. Thứ đến được tướng màng lưới giữa các ngón tay ngón chân. Vì sao? Vì lúc ngài hành Bồ Tát đạo dùng bốn nhiếp pháp để gồm thâu chúng sanh, cho nên thứ đến được tướng tay chân mềm chịu ở các thân thể khác. Vì sao? Vì lúc ngài hành Bồ Tát đạo đã qua vô lượng kiếp dùng tay nắm tắm rửa cho sư trưởng, cho cha mẹ sạch hết dơ bẩn, dùng dầu thơm xoa vào, nó được tướng tay chân tay mềm mại, được tướng ấy rồi thôi đến được tướng lông ở trên thân xoáy về một phía. Vì sao? Vì lúc ngài hành Bồ Tát đạo đã qua vô lượng kiếp thường hóa độ chúng sanh như bảo tu hành bố thí trì giới làm các việc lành, cho nên được tướng lông ở trên thân xoáy đều, được tướng ấy rồi thứ đến được tướng khắp bắp chân lập phương. Vì sao? Mình lúc này hành Bồ Tát đạo
Chư Tâm nghe Pháp và nói Pháp để diệt trừ tội lỗi sanh tử, cho nên được tướng bắp chân lập phương. Được tướng ấy rồi, thế đến được tướng thân tròn đầy, như cây cổ thụ Nikâu Đà. Vì sao? Vì lúc này hành Bồ Tát Đạo trải qua vô lượng kiếp, thường tu bố thí, thuốc men cho tất cả chúng sanh bị bệnh tật, cho nên được tướng thân hình tròn đầy. Được tướng ấy rồi, thế đến được tướng tay dài quá đầu gối. Vì sao? Vì lúc này hành Bồ Tát Đạo trọn đời không bao giờ dối gạt các bậc hiền thánh, cha mẹ, sư trưởng, chư thiện trí thức, nên được tướng tay dài quá đầu gối. Được tướng ấy rồi, tới đến được tướng âm tàn như Mã Vương, Tường Vương. Vì sao? Vì lúc hành Bồ Tát Đạo đã qua vô lượng kiếp, thấy người sợ hãi liền ra tay cứu giúp, sinh tâm hộ thiện, không nói lỗi người, khéo che tội người khác, cho nên được tướng âm tàn giống như Mã Vương, Tường Vương. Được tướng ấy rồi, cho đến được tướng thân hình mềm mại trong mọi lỗi chân lông để mọc lên một xà lông. Vì sao? Mình lúc hành Bồ Tát Đạo đã qua vô lượng kiếp, gần gũi người trí, ưa nghe chánh pháp và thích luận bàn. Sau khi nghe rồi, rất thích tu tập và ưa sửa sang đường xá, lượm bỏ gai góc, cho nên được tướng da thịt mịn màng trong mỗi lỗ chân lông mọc lên một sợi lông. Được tướng ấy rồi, tôi đến được thân màu vàng ròng. Vì sao? Lúc hành Bồ Tát Đạo, ngài trải qua vô lượng kiếp, thường bố thí cho chúng sanh phòng xá, ngoài cổ, thực phẩm, đèn đuốc, cho nên được tướng thân màu vàng ròng. Được tướng ấy rồi, tôi đến được bảy nơi đầy đặn. Vì sao? Lúc hành Bồ Tát Đạo, ngài trải qua vô lượng kiếp, nơi đáng sân hận mà sinh tâm không sân hận, ưa thích bố thí cho chúng sanh những vật cần dùng, cho nên được tướng bảy nơi đầy đặn. Được tướng ấy rồi, cho đến được tướng những khớp xương đều đặn tròn đầy. Vì sao? Vào lúc hành Bồ Tát Đạo, ngài trải qua vô lượng kiếp, khéo léo phân biệt việc thiện ác, lời nói không sai lầm, không nói lời không có ý nghĩa, pháp đáng thọ trì thì thường thuyết giảng, pháp không đáng thọ trì thì không bao giờ nói ra, cho nên được tướng những chỗ khớp xương không hủy khuyết. Được tướng này rồi, tướng được thêm hai tướng thân cao và má tròn đều như sư tử. Vì sao? Vì lúc hành Bồ Tát Đạo, ngài trải qua vô lượng kiếp, không nói hai lưỡi, không dạy người khác nói hai lưỡi, cho nên được hai tướng này. Được tướng này rồi, cho đến được thêm ba tướng có 40 cái răng, răng trắng trong sáng bằng nhau và khép kín. Vì sao? Vì lúc hành Bồ Tát Đạo, ngài trải qua vô lượng kiếp, dùng pháp 10 điều thiện dạy bảo chúng sanh thọ nhận rồi sẽ tâm vui mừng, thường hay khen ngợi công đức của người khác, cho nên được ba tướng này. Được ba tướng này rồi, tôi đến được tướng bốn cái răng cửa trắng trong như ngọc. Vì sao? Vì lúc hành Bồ Tát Đạo, ngài trải qua vô lượng kiếp, tu tập từ bi, ở trong cõi dục thường thích suy nghĩ về các pháp lành, cho nên được tướng bốn răng nanh trắng như ngọc. Được tướng này rồi, tôi đến được tướng trong miệng luôn có mùi vị rất thơm. Vì sao? Vì lúc hành Bồ Tát Đạo, ngài trải qua vô lượng kiếp, không đợi người đến sinh rồi mới cho, nên được tướng này. Tôi đến thêm hai tướng là nhục kế và lưỡi dài rộng. Vì sao? Lúc hành Bồ Tát Đạo, ngài trải qua vô lượng kiếp, chư tâm thọ trì pháp 10 điều thiện, đồng thời cũng giáo hóa chúng sanh, cho nên được hai tướng này. Thế đến được tướng phạm âm. Vì sao? Vì lúc hành Bồ Tát Đạo, ngài trải qua vô lượng kiếp, không nói lời xấu ác, không dạy người khác nói xấu ác, nên được tướng này. Thế đến được tướng con mắt trong xanh như mắt Ngô Vương. Vì sao? Mà lúc hành Bồ Tát Đạo trải qua, ngài trải qua vô lượng kiếp, dùng con mắt bình đẳng hiền hòa, xem như kẻ oán người thân đều như nhau, để được tướng này. Tôi đến được tướng Bạch Hào. Vì sao? Vì lúc hành Bồ Tát Đạo, ngài thường thuyết giảng chánh pháp, pháp chân thật không hư dối, nên được tướng này. Tôi đến được tướng Vô Kiến Đảnh. Vì sao? Vì lúc hành Bồ Tát Đạo, ngài trải qua vô lượng kiếp, của đạo đảnh lễ tất cả thánh hiền, sư trưởng, một cha mẹ, một lòng tôn kính, cúng dường, nên được tướng này. Này thì nên Bồ Tát có hạng, tại gia xuất gia, Bồ Tát xuất gia tu tập nghiệp tướng này không có, ngược lại Bồ Tát tại gia tu tập tướng này mới thật là khó. Vì sao? Vì Bồ Tát tại gia có nhiều nhân duyên xấu ác ràng buộc.